Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học N3 online tại Dũng Modi. Và trong xuyên suốt hành trình học từ N3 lên đến N1 thì mình sẽ là giáo viên đồng hành với các bạn trong hai phần, đó là phần ngữ pháp và phần đọc hiểu. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu với bài giảng đầu tiên trong chương trình ngữ pháp N3 này nhé. Về cơ bản trong chương số 1 này chúng ta sẽ cùng nhau vừa ôn lại và vừa học mở rộng thêm về những kiến thức mà các bạn đã từng gặp ở trong chương trình sơ cấp rồi. Và như các bạn có thể thấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về sổ. Đây là một cái mẫu ngữ pháp mà được gặp rất nhiều khi mà chúng ta luyện đề GPT này và còn gặp cực kỳ nhiều khi mà chúng ta đi ra ngoài giao tiếp nữa cơ. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cách nói mang rất là nhiều ý nghĩa và chính vì vậy mà có rất là nhiều bạn đôi khi là thấy hơi bị loạn đúng không? Nhưng mọi người đừng lo. Ngày hôm nay thì mình sẽ sắp xếp cho các bạn một cách thật là trật tự gọn gàng rõ ràng những cách dùng của nó nhá. Để chúng mình không bị loạn nữa. Và mọi người sẵn sàng chưa? Bây giờ hít một hơi thật sâu, cười một cái rồi bắt đầu vào bài giảng nhá. Về cơ bản thì trong bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ chia sổ ra làm hai cách sử dụng lớn. Cách sử dụng đầu tiên thì rất là dễ và rất là ngắn gọn. Còn cách sử dụng số 2 thì nó sẽ được chia nhỏ ra làm 3 phần nhỏ. Được chưa nào? Và bây giờ sẽ là cách sử dụng đầu tiên, ý nghĩa đầu tiên của nó này. Các bạn nhìn cho mình nhá. Mọi người có đọc được cái chữ Hán này không? Chữ này đọc là gì nhỉ? Đêm bương, đêm bương này mang ý nghĩa là truyền đạt. Và khi mà chúng ta nghe được một thông tin này hay là chúng ta đọc được một thông tin ở đâu đó chúng ta nói lại cho người người khác truyền đạt lại cho người khác thì các bạn sẽ sử dụng xô so và mang ý nghĩa là nghe nói nhá nhớ nhá cái này là nghe nói thì cái này quá quen thuộc rồi phải không nào và đứng trước xô so, chúng ta sẽ chia về thể thường nhá các bạn có nhớ cái câu này xưa rất là quen thuộc là gì nhỉ theo như dự báo thời tiết thì nghe nói là ngày mai trời mưa đúng không chúng ta nghe được một cái tin tức ở trên à, một tin tức đúng không rồi chúng ta nói với người khác là nghe nói là ngày mai trời mưa đấy và cái cụm từ mà nó rất là hay đi kèm trong cái câu này đó là nani nani ni yoruto và nani nani ni yoreba là theo như đúng không một cái nguồn thông tin nào đó bây giờ nói thử cho mình thử cái câu vừa nãy nhá nào mọi người cùng nhau bật ra luôn trước màn hình này hay theo như dự báo thời tiết thì nghe nói ngày mai trời mưa dự báo thời tiết là gì nhỉ? 天気予報オッケー天気予報によると天気予報によると明日は雨が降るそうです明日は雨が降るそうです okay. được chưa? Dễ đúng không? Hay là các bạn đọc profile của thầy Dũng đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng gì nhỉ? À, nghe nói là, không đi bảo với người khác là, Nghe nói là ngày xưa thầy Dũng từng học trường Đại học Nhật Bản đấy Thì mình sẽ nói như nào đây nhỉ? Ừ. Các bạn à, có một cái cụm từ là học ở đâu đó Thì chúng ta có thể dùng mặt từ Đại các nhị khai Okay. 大学に通う通う通うにゃ、ズ <music> ン先生は日本大学に通っていたそうです通っていたそうです Động từ kayo chúng ta sẽ chia về là kayo diễn tả một cái hành động mà nó được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài trong quá khứ nhá. Và các bạn thấy là kayo là thể à, thường của kayo đúng không nào? Rồi, đây là một kiến thức đã học N4 rồi nên là mình sẽ đi nhanh như vậy nhá. Mọi người nhớ nhá, thể thường cộng với so des có nhắc lại được thể thường không? Động từ ví dụ như là vemas sẽ thành là ve vemasta sẽ là veta Ok, tính từ đuôi y thì là bỏ bỏ đề sự đúng không? Tính từ đuôi na danh từ cũng là bỏ na à, bỏ đề sự thêm thêm đa ở đấy nhá. Ok, đấy là cái phần đầu tiên các bạn nhớ nhá cho mình nhá. Đến cái phần số 2 này mới là một phần quan trọng mà các bạn hay bị nhầm này. Nhưng mà ở nhiều cái tài liệu tham khảo thì họ sẽ chia ra làm thành rất là nhiều cách sử dụng. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu rất là kỹ, suy nghĩ rất là kỹ thì mình thấy rằng có thể ghép nó thành một cái gọi là một cái cách sử dụng chung và chúng ta sẽ thấy là trong cái cách sử dụng này nó có hai cái từ khóa. Thứ nhất các bạn đọc có chữ Hán không? Không đọc được đúng không? Vì đây là N3 đúng không? À nên là những cái chữ Hán này có lẽ chưa đọc được. Chúng ta sẽ đọc cái chữ này là Yô tay, ok, yô tay là trạng thái Và hai nữa là gì nhỉ? Yô sô so là dự đoán Chỗ này sẽ là các bạn miêu tả một cái trạng thái gì đấy Và bên trong cái sự miêu tả đấy nó có chứa cái Những cái suy nghĩ, nghĩ những cái dự đoán của bản thân mình Chúng ta sẽ có ba cách dịch Một là trông có vẻ Cái này nhớ ra được luôn rồi đúng không? Trông như là sắp hay là Và cuối cùng là có lẽ, có vẻ Thế nào đó Bây giờ cái sử dụng đầu tiên nhá Đó là trông có vẻ nhắc ra thì sẽ nhớ được luôn đúng không? Nhìn cái bánh trông có vẻ ngon đúng không? Chúng ta nhìn cái bánh nhìn từ vẻ bề ngoài chúng ta thấy là gì nhỉ? Ồ, trông có vẻ ngon đấy. Mặc dù chưa ăn nhưng mà mình nói cái từ trông có vẻ tức là nó có một chút cái phán đoán của mình và mình miêu tả cái trạng thái đấy nhá, trạng thái của cái bánh trông có vẻ ngon. Hay là nhìn một cái bánh cũng từ cái bánh nhìn từ bên ngoài thấy là trông có vẻ ngọt, hoặc là bây giờ chúng ta nhìn thấy một anh chàng đi làm từ sáng đến tối lúc nào cũng đầu tắt mặt tối chúng ta sẽ bảo là anh ấy trông có vẻ bận rộn nhỉ? Đấy, hay là nhìn một cái cô bé, cậu bé đúng không? Chúng ta thấy gọi là đeo kính cận gương mặt sáng ngời, ăn nói lưu loát, thông minh Thì mình sẽ là trông có vẻ là rất là thông minh Đấy, tức là chúng ta có một cái chút dự đoán của chúng ta vào đây Thông qua những cái sự vật mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm nhận thấy Nhá Hay, thì bây giờ, cách kết hợp của nó thì dễ rồi Đó là tính từ đuôi y bỏ y, tính từ đuôi na bỏ na Nhá, ví dụ, câu đơn giản là gì nhỉ? Cái bánh này trông có vẻ ngon đấy, sẽ nói như nào đây? Cái bánh này là gì nhỉ? Kono keiki Kono keiki wa oishisou Oishisou Cái từ oishi chúng ta sẽ bỏ chữ i đúng không? Oishisou desu Hay là trông có vẻ ngọt sẽ là Amasou desu Cái từ amai sẽ là bỏ i đúng không? Amasou desu Hay là anh ấy dạo này trông có vẻ bận rộn Trông có vẻ bận rộn là gì đã? Chia ra từng cái một nhá isogashi, bỏ i sẽ là Isogashisou desu Isogashisou desu Saikin kare wa isogashi okay. so des hay là một ví dụ với tính từ đôi na nhá Bây giờ mình nói chuyện với con bạn Xong rồi nó bảo là mày ơi công việc của tao á, vất vả lắm Phải làm hết cái này làm cái kia rồi sếp bắt phải làm tăng ca vân vân Xong mình nghe bảo là shigoto da ne Shigoto Các bạn nghe là gì nhỉ? Ồ công việc của mày có vẻ vất vả nhỉ Đấy chúng ta nghe và chúng ta cảm nhận đấy chúng ta đưa ra cái phán đoán của mình nhá. Yeah. Ok, Từ chưa nào hay là cái câu vừa nãy có gì nhỉ? Ờ con bé đó trông có vẻ là thông minh sáng sủa đúng không? Thông minh sẽ là gì nhỉ? Atama ga i. Ok, atama ga i. Thì chỗ này mình cố ý cho các bạn cái ví dụ này để các bạn lưu ý cho mình một chút là cái tính từ i là tốt á thì khi chuyển về cái dạng mà trông có vẻ này chúng ta sẽ là yosaso <laughs> Ok, atama ga yosaso. Thì lúc này chúng ta sẽ nói là ano ko wa atama ga yosaso da ne. Atama ga yosaso da ne. cái trông có vẻ thông minh đúng không? Hoặc bây giờ mình sẽ có một chai tương ớt của Nhật đúng không? Nhìn các bạn nhìn này. Màu đỏ xong mình mang ra mình ngửi này. Ừ. Kono chiri sauce mecha karaso. Là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, cái, cái chili sauce là là cái sốt um, uh, À, từng ớt ấy cái từng ớt, ấy, từng ớt đúng không thì mecha karaso cái từ karai sẽ là kara bỏ y đúng không karaso ôi có vẻ là cay lắm luôn á đấy thì câu này ý nghĩa như vậy nhá Ok, thì đến đây có một lưu ý nhỏ mà mình nghĩ là có lẽ ngày trước các bạn hay bị um, quên một chút đó là cái dạng phủ định của nó thì chúng ta sẽ đưa hết về tính từ đuôi y thành là cư, na và tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ là jana cộng với sa so da えー、じゃなさそうだ。別にら、美味しくなさそう。ヘラ、大変じゃなさそう。 Được chưa nào? Rồi thì đây là à, một cái phần à, ôn lại kiến thức không mới đúng không? Ngoài ra ở chỗ này mình sẽ mở rộng thêm cho các bạn một cái phần kiến thức rất là nhỏ đó là trước giờ các bạn chỉ thấy so nó đứng ở cuối câu đi với da hoặc là đề sự thôi đúng không? Tuy nhiên thì thực tế nó có thể kết hợp với một danh từ đứng ở đằng sau đó và lúc này cái so nó sẽ trở thành một cái tính từ đuôi na nha. Các bạn sẽ ghép cho mình ví dụ như là một món ăn trông có vẻ ngon thì sẽ là Oishisou na đi Ok, oishiso na Hoặc là một công việc có vẻ vất vả sẽ là Taihenso na shigoto Hoặc là một khuôn mặt trông có vẻ hạnh phúc thì sẽ là gì nhỉ? Shiawase na kao na Ok chưa? Hoặc là nó không kết hợp với danh từ Mà nó có thể đứng cộng với một động từ ở đằng sau đó Và nó thể đi thêm với nhị Chúng ta sẽ dịch là một cách thế nào đó Ví dụ như là Nói chuyện trông có vẻ rất là vui vẻ Thì mình sẽ nói là gì đây? Tanoshisou ni hanashiteiru Tanoshisou ni hanashiteiru Hoặc là nemusou ni mieru Là trông có vẻ là gì nhỉ Nhờ Cái từ được là nhìn thấy trông có vẻ thế nào Trông có vẻ rất là buồn ngủ Đấy thì các bạn, chỗ này các bạn mở rộng thêm trong mình Về cái cách kết hợp của so Cái cụm từ là nó giống như là Một tính từ đuôi na nhá Ok, đấy là cách sử dụng đầu tiên Cách sử dụng số 2 trong phần này Các bạn sẽ nhìn cho mình là Dịch là trông như là sắc sắp gì sắp xảy ra một cái hành động gì đó hay là sắp à, sắp gì nhỉ? rơi vào một cái trạng thái gì đó một câu quen thuộc trong đời bốn chúng ta từng học đó là gì nhỉ trời trông như là sắp mưa rồi khi mà các bạn đứng ở ngoài các bạn nhìn thấy ôi dồi ôi mây đen ùn ùn kéo đến rồi gió bão bùng các thứ đúng không trời trông như có vẻ là sắp mưa đến nơi rồi ấy. hay nhìn khuôn mặt của một đứa bé gì? trông như là sắp khóc đến nơi rồi ấy. hay nhìn một cái cúc áo đúng không? trông như sắp tuột lên nơi rồi ấy. hay là một cái điện thoại của chúng ta ở trên bàn để như này trông như sắp rơi rồi. Đấy thì sắp rơi vào cái trạng thái đấy, được chưa nào? Cách kết hợp rất là đơn giản chúng ta thấy là về mass, bỏ mass cộng với so this. Và trong cái trường hợp này thì nó sẽ không có dạng phủ định mọi người nhé Chúng ta sẽ không nói là trời trông như là sắp không mưa đến nơi rồi không có đúng không? Ok, bây giờ mình mọi người sẽ thử đặt câu với mình nhá. Nào, câu quen thuộc nhất là trông trời như sắp mưa đến nơi rồi, mình sẽ nói như nào đây? Ừ, là ima ni mo Cái cụm từ ima ni mo nó cũng thường hay đi với cái từ so ở trong cái cặp nghĩa này nhá Ima ni mo, ame ga Ok chưa? Sure. Trông trời như sắp mưa nơi rồi đúng không? Hoặc là khuôn mặt của một đứa trẻ mà trông như sắp khóc ấy sẽ là gì đây nhỉ? Sắp khóc đến nơi rồi sẽ là gì nhỉ? Cái từ khóc là gì nhỉ? Naku, naki so. ok? Naki so nakao. Cũng là kết hợp thành một tính từ đôi na được đúng không? Naki so na là khuôn mặt trông như là sắp khóc rồi Chỗ này các bạn nhớ nhé, chúng ta vẫn có thể thêm từ là trông nhưng mà phải là gì nhỉ? Hiểu là sắp rơi vào cái trạng thái gì đấy Còn bên trên là trông có vẻ thế nào đó nhá Hoặc là, hoặc là ví dụ vừa rồi là cái điện thoại đúng không? Trông như sắp rơi sẽ là gì nhỉ? kê tai ga ochi so Ok, kê tai ga ochi so sẽ là điện thoại trông như sắp rơi nơi rồi ạ. Hoặc là một ví dụ khác như mình thỉnh thoảng mình nhìn một cái đứa bạn mà trông mặt nó mệt mỏi uể oải quá xong mình bảo gì nhỉ? Không có sức sống gì mình hay nói gì đây. Shiniso janai? Daijoubu? Là gì đây nhỉ? Shiniso janai? Trông mày như sắp chết đến nơi rồi á. Daijoubu? Là có sao không đây? Đấy thì cái từ shiniso <laughs> là như là sắp sắp chết đến nơi rồi hay là atsukute shiniso. Atsukute shiniso. Là gì đấy nhỉ? Trời ơi nóng quá sắp chết đến nơi luôn rồi ạ nếu mà dịch sang cái từ cứ chết chết mãi nghe nó hơi kinh kinh nhỉ? nhưng mà các bạn hiểu cái cụm từ này à, có thể gọi là dùng nói trong hàng ngày cũng được nhá Ok, cái cách sử dụng số 2 thì rất là dễ rồi Sắp sửa gần như là rơi vào cái trạng thái gì đấy Thì trong cái câu này nó vẫn mang một chút cái phán đoán của mình đúng không? Trông trời như thế và chúng ta cảm nhận chúng ta nghĩ rằng là trời sắp mưa rồi Hay là nhìn một đứa trẻ trông mặt nó mếu sạch ra mình mà lại sắp khóc đấy Đúng không? Trông như sắp khóc Thì đấy là miêu tả cái trạng thái sắp sửa rơi vào Nhá Hay, Đấy là cách sử dụng số 2 trong phần 2 Và bây giờ chúng ta sẽ đi về cách số 3 Cách số 3 này thì sẽ là một cách mà chúng ta chưa gặp ở trong uh, N4 đâu Đây là một cái kiến thức mới Và nâng cao một chút các bạn nhớ cho mình nhá Với cái cách sử dụng này thì chúng ta sẽ thấy kết hợp là Động từ vẫn là bỏ mask Cộng với soda Và đây là một cách nói chúng ta đưa ra Cái suy đoán của mình là Có lẽ sẽ thế nào đó hay là Có khả năng là sẽ thế nào đó Trước tiên các bạn thử nghe một ví dụ như này nhá Hà Mà ta Câu này là gì nhỉ Ừ. Hanoi Hà Nội cả là cái giá cả của Hà Nội mà ta là lại đúng không? Takaku narisou desu là có lẽ sẽ lại tăng lên, lại đắt lên. Takaku naru là đắt lên đúng không? Bởi cái từ naru sẽ là gì nhỉ? Nadi mas bỏ mas cộng với so thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là có lẽ là giá cả của Hà Nội sẽ lại tăng lên. Thì đây là một cái câu sẽ phải là mang cái ý nghĩa là đưa ra cái suy đoán của chúng ta. Đúng không nào? Hay là những người học tiếng Nhật, những người Việt Nam học tiếng Nhật có lẽ từ giờ sẽ lại tăng lên Thì các bạn sẽ nói như nào đây? <laughs> cái câu này hơi khó một chút này Học xong n ba chúng ta phải tập làm quen với những cái cụm câu dài, những cái cụm danh từ dài nhá Vậy các bạn sẽ tách từng về cho mình Từ giờ trở đi sẽ là gì nhỉ? Kodekara Ok Những người Việt Nam học tiếng Nhật rất là dễ Nghe thử này Nihongo benkyo suru betonamajin Ok Nihongo benkyo suru betonamajin ka Fue, fue Cái từ fue là tăng lên đúng không? Kore kara Nihongo benkyo suru Vietnam jin ga fue so des. Ok chưa? Thì trong cái cách sử dụng này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có dạng phủ định Và đây cũng là một kiến thức mới các bạn sẽ nhớ cho mình nhá Không phải chia động từ về thể phủ định nữa mà chúng ta sẽ chia động Chia ở với sau sau so đó là về mát, bỏ mát thì vẫn giữ nguyên Và các bạn cộng với so Cộng với nhị này hoặc là so mô này Một ví dụ với cả thể phủ định này nhá Bây giờ các bạn cầm một quyển sách lên Bạn thấy mở ra toàn là chữ hán khó Ơi là khó! Thế xong rồi bạn bảo là gì nhá Có lẽ là không thể nào mà đọc được đâu Như mình làm sao mà đọc được đúng không Không thể nào mà đọc được Có lẽ không đọc được thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Không thể đọc được sẽ là Đưa ra cái phán đoán của mình là yomeso mê so này

Muzukashikute là vì rất là khó thế nên là có lẽ là không thể đọc được Ví dụ như là tôi đúng không? Tôi có lẽ là sẽ không đọc được đâu Đấy, yomeso mùa này Thì chỗ này tất cả những cái ví dụ vừa nãy các bạn đều thấy là gì nhỉ? Nó mang đậm cái sự dự đoán, cái sự phán đoán, cái suy nghĩ của mình ở trong đó đúng không? Và các bạn nhớ cho mình nhá cái thầy phụ định của nó nhá. Hay và như vậy là đến đây chúng ta đã cùng nhau học xong được à, một cái cách dùng đầu tiên là gì nhỉ? Là về trích dẫn cái thông tin mà mình nghe được ở đâu đó rồi nói cho người khác truyền đạt đúng không? Cái số 2 thì là một cách nói miêu tả cái trạng thái và nó có những cái dự đoán ở trong đấy. Cách sử dụng đầu tiên là gì nhỉ? Trông có vẻ nhìn và đoán đúng không? Số 2 là trông như là sắp xảy ra một cái gì đó. Được chưa nào? Trông như sắp rơi vào cái trạng thái gì đó. Và số 3 cái này chúng ta dịch là gì đây? Có lẽ đưa ra cái dự đoán của mình nhá. Hay và bây giờ trước khi kết thúc bài thì chúng ta sẽ cùng nhau À, ôn lại kiến thức thông qua những cái ví dụ mà mình đã chuẩn bị trên bảng nhá. Câu số 1 này. Astakarawa mo ake atsuku Câu này là từ ngày mai đúng không? Asuta kara Từ ngày mai thì zuiu ake Cái từ các ga akeru có nghĩa là hết mùa mưa mọi người nhá. Các bạn nhớ cho mình đây một cái từ vựng của N3 nhá. Thì vì là hết mùa mưa rồi thế nên là có lẽ là sẽ nóng dần lên nhá. Atsuku des Thì cái câu này là câu đưa ra cái dự đoán là cái cách dùng sử dụng số 3 ở trong phần 2 đúng không? Lấy câu số 1 này, câu số 2 này. Các em vợ raigetsu kekkon suru sou đấy Câu này là nghe nói là anh ấy tháng sau sẽ lấy vợ Thì cái chỗ này sẽ là câu uh, trích dẫn lại một cái Truyền đạt lại một cái thông tin mà mình đã nghe được ở đâu đó cho người khác Đúng không? Cách sử dụng số 1 đúng không nào? Hay, câu số 3 này Ashita wa kazoku de kempu o suru yotei datta ga de dekiso mo Câu này chúng ta sẽ dịch là ngày mai Ashita ngày mai thì đã có dự định yotei datta là đã có dự định là sẽ đi cắm trại đúng không? Kempu À, với gia đình cái từ các dục cửa là cả gia đình sẽ cùng nhau đi cắm trại thế nhưng mà ô mẹ là vì mưa lớn thế nên là có lẽ là sẽ không thể nào mà đi được cái chỗ này sẽ đưa ra cái đưa cái dự đoán đúng không chúng ta tưởng tượng như bây giờ tối nay bây giờ thấy ngoài trời vẫn mưa rầm rầm suốt cả từ sáng đến đêm bây giờ vẫn chưa có vẻ tạnh gì thì mình đưa ra cái dự đoán là có lẽ là ngày mai sẽ không đi được rồi nhá chỗ này sẽ đưa ra cái dự đoán của mình được chưa nào ok và cuối cùng là câu số 4 nhá demo 仕事の連絡が、あり泣きそうな顔をしながら仕事をしている。今回、私たち会社が休みでも、若い仕事の連絡が、何か連絡が、何をするか、泣きそうな顔をしながら仕事をしている。 chúng tôi là tôi tôi đã phải vừa làm công việc với cái khuôn mặt mà sắp khóc đến nơi rồi ạ đấy tức là chỗ này là miêu tả cái trạng thái là khuôn mặt gần như sắp khóc ở nơi trông méo sạch luôn á nhá hay như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau học về So, một bài khá là dài đúng không? Vì đây là một bài nó tổng kết lại rất là nhiều kiến thức thì chúng ta sẽ nhớ cho mình là hai cách sử dụng nhé Cách sử dụng đầu tiên đó là đem vương là truyền đạt, truyền lại một cái thông tin mà chúng ta đã nghe được, đọc được ở đâu đó cho người khác chúng ta dịch là nghe nói nhá. Và cách sử dụng số 2 thì nó thứ nhất nó miêu tả cái trạng thái và bên trong đó nó có chứa một chút cái dự đoán, cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình. Và chúng ta thấy có ba cách sử dụng, ba cách dịch. Một là trông có vẻ, hai là gì nhỉ? Trông là sắc sửa đến nơi rồi tức là ngay trước khi rơi vào cái trạng thái gì đó thì chúng ta dịch là trông có vẻ sắp thế nào đó. Hay và cuối cùng là đưa ra cái dự đoán của mình có lẽ có khả năng là ok chưa hay mọi người mệt chưa ok và bạn nào đã nghe được hết từ dây đầu tiên đến dây cuối cùng chọn vẹn cái bài giảng này thì nhớ comment xuống bên dưới nhá và à, chặng đường sắp tới thì sẽ còn rất là dài và hy vọng là sẽ được đồng hành với tất cả các bạn trong à, bài giảng đầu tiên đến bài giảng cuối cùng của khóa học Mọi người cùng nhau cố gắng nhé và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo. Minna-san, otsukaresama desu. Bye bye.